ra mắt khán giả Việt Nam International Fashion Week. Thì Nguyễn và ekip luôn luôn mong muốn rằng là sẽ có nhiều những ý tưởng mới và những chất liệu mới cũng như câu chuyện mới. Lần này là một giấc mơ, dẫn dắt cái câu chuyện của cái giấc mơ này nó như thế nào? Nó ở thời hiện tại hay là nó ở thời quá khứ, và thực sự là cái giấc mơ này nó có thật hay không? Bộ sưu tập mang tên là Mộng Mị.